xe hơi, xe tải gì nè. Rồi, nút bánh xe luôn. Nút yên luôn. Đây, hơi lỡ này. Mời các bác anh chị à. Cập nhật một chút. Lỡ cho LED luôn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023. Và bây giờ là 8 giờ 15 phút. Hôm nay em đang đứng ở con đường Trần Xuân Soạn. Trần Xuân Soạn bên dòng Kinh Tẻ đây anh chị. Bên tay trái của em là cái dòng Kinh Tẻ. Ngày hôm nay làm một cái con đê trắng như thế này. Hướng này thì anh chị đi về Huỳnh Tấn Phát, khu chế xuất Tân Thuận. Và hôm nay, sáng hôm nay triều cường thật là khủng khiếp ở Sài Gòn. Như anh chị thấy là hiện tại bây giờ là cả cái công ty người ta cũng đang còn nước. Công ty, tòa nhà ở đây nước mênh mông. Không hiểu sao năm nay đầu năm đầu tháng mà nước lớn như vậy. Sáng nay em đi làm, đi chợ bé đi học, kẹt xe. Kẹt xe tràn lan khắp Sài Gòn, những cái nơi ngập nước. Và tới tận 7 giờ 15, 7 giờ 20 nước vẫn còn rất là nhiều, chưa có rút. Như anh chị thấy đây một cái vị trí ngay mặt tiền đường Trần Xuân Soạn. Đây là quận 7 thưa anh chị. Nước mênh mông. Hôm nay xuất phát từ cái vị trí này, em mời cô bác anh chị cùng chạy hướng về khu chế xuất Tân Thuận, Huỳnh Tấn Phát. Chúng ta cập nhật một chút cái hình ảnh buổi sáng đầu ngày của bà con Sài Gòn mình sau cái trận ngập nước khủng khiếp sáng nay. Xe chết máy hàng loạt. Rất tiếc là sáng sớm thì em đưa bé đi học rồi không có quay lại và chia sẻ để cô bác anh chị biết được. Nhưng mà bây giờ thì em sẽ đi cập nhật một vòng xung quanh những cái vị trí ngập nước của Sài Gòn mình. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Bây giờ em sẽ chạy hướng này về cầu Hàng, cầu Tân Thuận đó. Con đường Trần Xuân Soạn này là một con đường ngập nước rất là nhiều vào những cái ngày triều cường và thậm chí là kể cả mưa. Chúng ta có thể thấy là trên con đường này, mặc dù em xuất phát xa cái vị trí ngập nước, nhưng mà hầu như là hai bên đều có nước vẫn còn đọng lại, giống như vừa mới sau một cơn mưa. Sáng nay một cái buổi sáng có thể nói là khá là khủng khiếp của bà con Sài Gòn mình khi mà đi làm. Bởi vì nước nó ngập trúng cái giờ mà bà con mình ra khỏi nhà luôn. Nào là đi học, nào là đi làm, kẹt xe, túi bụi. Và cái việc làm cái bờ đê trắng bên trái của em, dòng Kinh Tẻ đó, thì nó cũng không có thay đổi được nhiều so với cái việc triều cường lên. Mà năm nay rất là lạ. Những cái năm trước thì không có giờ này ngập nước như vậy đâu. Hôm nay là đỉnh điểm, có thể chiều nay còn một trận lớn nữa. Chiều nay có thể còn một trận lớn. Nước dưới hầm mà người ta còn bơm lên. Ở đây là giáo sứ Thuận Phát. Đối diện với lại con đường Trần Xuân Soạn này, mấy bên kia Kinh Tẻ đó chính là Tôn Thất Thuyết. Hôm nay trời cũng khá là nắng đó anh chị, mặc dù bây giờ 8 giờ 15, mới 8 giờ 15 nhưng mà nắng bắt đầu gắt rồi. Đây là con đường Lâm Văn Bền đó anh chị, quẹo phải con đường Lâm Văn Bền, chúng ta đi về đường huyện Thị Thập luôn. Riết rồi Sài Gòn mình chắc ngập quanh năm. Ngày trước thì mùa nắng, mùa mưa,
sau cái mùa dịch thì có thêm cái mùa dịch nữa. Bây giờ chắc là thêm cái mùa triều cường. Nếu là tính ra là Sài Gòn mình là cũng có 4 mùa rồi đó. 4 mùa. 2 mùa mưa nắng này. Ở đây là khu vực cư xá ngân hàng đây anh chị. Sáng ngày nước quá trời luôn. Sáng nay em chở bé đi học mà kẹt xe tới gần 30 phút. Nói chung là may mà đưa các bé mầm non rồi, thành ra cái giờ giấc nó cũng thoải mái hơn một chút. Sáng sớm cuộc sống của bà con mình bây giờ mới bắt đầu khởi động. Ngập quá mà. Có những quán mà ngỡ cái vị trí mà ngập nhiều thì người ta nghỉ luôn, người ta không có bán. Muôn màu muôn vẻ. Đây, nhà dân nè, người ta phải chắn những cái tấm như thế này. Đó. Nước hồi sáng là lên tới đây đó anh chị. Đúng là một buổi sáng kinh hoàng của bà con Sài Gòn mình, bây giờ rút nhiều rồi mà nước hồi sáng là lên tới đó đó. Đối với những cái vị trí khác của các cái quận khác thì không có triều cường, chỉ có là mưa thôi, mưa lớn thì mới ngập thôi, thì coi như là một năm cũng hên xui. Hên xui, còn mà ở đây á, là ngập cứ đúng 15 và mùng 1 tháng âm lịch đó là nước lên. Thổi nè anh chị, thổi bánh mì nè. Buổi sáng cuộc sống ở đây cũng nhộn nhịp lắm. Khu chế xuất, gần khu chế xuất Tân Thuận. Sáng sớm người ta đi làm, bán đồ ăn sáng rất là nhiều. Con đường này là con đường hình như là Nguyễn Thị Xíu, nó mất luôn cái bản đường rồi. Đó, nước còn mênh mông đây nè anh chị. Cuộc sống của bà con mình sau một cái trận ngập khá là lớn sáng nay. Chỗ này bây giờ người ta đắp các cái tấm bê tông lên này đó, xong rồi người ta trét lại. Nó không có còn lồi lõm như ngày trước nữa. Lúc trước em quay con đường này mấy lần rồi, quay mấy lần luôn, chắc có lẽ là cũng vì quay mấy lần cho nên người ta làm lại cái đường nó đẹp hơn. Thôi thì cứ hy vọng như thế, cứ tưởng tượng như thế. Đó, và bên kia là cầu hàng đó. Nước rút rồi, bà con mình đi làm được, bây giờ mới bắt đầu đi làm, chứ sáng nay là kẹt. Quá khủng khiếp. Anh chị thấy dòng người rất là đông không? Đây là cầu hàng đây anh chị, cầu Tân Thuận này hôm nay đó. Đây xe công nhiều, sáng nay chạy ghê quá anh chị nè, quá trời xe công luôn. Rồi ở đây thì em đi về hướng khu chế xuất.
Đường này là đường Huỳnh Tấn Phát, và bên phải thì chúng ta lên cầu Tân Thuận qua quận 4. Cái cầu hàng đó chúng ta đi qua quận 4. Chó này bụng to quá. Đây là cái trung tâm đăng kiểm nè. Dòng xe đi ngược về trung tâm đông quá. Đường Huỳnh Tấn Phát em đang đi, đây là phường Tân Thuận Tây thuộc quận 7. Ở đây thì xe công nhiều cho nên là con đường á là không có buôn bán nhiều cái đồ ăn đâu, có sửa xe quá trời luôn. Sửa xe rồi bán xe đạp. Đây có cái nhà cũ quá ha, mà người ta đập cái nhà cũ xong rồi cái bà con mình đổ rác nè. Người ta đập ra nè. Ôi ai mà đi đổ rác như thế này trời, ghê quá. Công nhận Sài Gòn mình cơ hội tới ớn luôn. Cái nhà người ta đập người ta bỏ hoang hơn, người ta chắc là người ta bán đập sửa gì đó, chở rác tới độ quá trời. Wow, rất là nhiều xe công, hung thần xa lộ chạy nguy hiểm, đường này chạy nguy hiểm lắm. Ở đây khu chế xuất Tân Thuận, và hướng bên trái anh chị về khu chế xuất đó, hướng bên phải huyện Văn Linh thì chúng ta lại chạy về Phú Mỹ Hưng, Bình Điền, An Lạc. Sống muôn màu, đặc biệt là trong một cái buổi sáng mà Sài Gòn mình gặp nước tùm lum tè le như vậy. Thôi bây giờ em mời cô bác anh chị chạy về hướng cầu Phú Mỹ nha. Đây là khu chế xuất Tân Thuận. Dòng xe bên cái chiều ngược bên kia đang rất là đông đó anh chị. Đó, kẹt xe tùm lum luôn á. Đối với đường Huỳnh Tấn Phát này thì rất là nhộn nhịp,
rất là đông đúc. Những cái giờ mà giờ cao điểm thì kẹt xe nhiều lắm. Con đường này là con đường ngày xưa là con đường tỉnh lộ số 15, liên tỉnh số 15 hay sao đó. Đi về hướng Mũi Nhà Bè, chúng ta qua phà Bình Khánh về Cần Giờ ngày hôm nay theo con đường này đó. Và bây giờ thì nó được nâng cấp bởi vì ngập dữ quá, nó nâng cấp lên làm đường rộng ra, chính giữa có con lương. Cũng may mà làm chính giữa có con lương, chứ con đường này mà làm đường dạng không có con lương thì nguy hiểm lắm. Xe người ta chạy lấn qua lấn lại hồi là cứ va quẹt nhau. Đường này xe rất đông. Về cái kho xăng Nhà Bè đây, một ngày mới đó, một ngày sáng sớm của người dân Sài Gòn mình, muôn màu muôn sắc, kinh doanh buôn bán và những cái vất vả buổi sáng đầu ngày mà nước ngập. Sáng sớm người ta còn đóng cửa nhiều quá, dọc theo con đường Hình Ấn Phát này nè. Em đang chạy hướng đi về cầu Phú Mỹ. Cũng còn có mấy tháng nữa là lại tới tháng mưa rồi. Hôm nay bắt đầu kết thúc tháng 2, chuyển qua tháng 3, tháng 4, tháng 5 là bắt đầu vào tháng giữa tháng 5 tới tháng 6 là bắt đầu chúng ta thấy vào lại mùa mưa. Nhanh thật. Vậy mà giờ này là Sài Gòn mình còn ngập, coi như là quanh năm luôn rồi. Quanh năm. Âm thanh của cuộc sống mỗi ngày đi dạo phố như thế này đôi lúc cũng thú vị lắm. Nhìn thấy cái cuộc sống của bà con mình, một ngày hai ngày mà bận công việc mà không đi được thì cũng buồn lắm anh chị. Tự nhiên cái nhớ. Đây là con đường Lý Phục Mang nha. Bên phải anh chị chạy về hướng của cầu Lý Phục Mang ra huyện Văn Linh lại nè. Bên trái là con đường Trần Trọng Cung, khu nhà giàu trên đường Huỳnh Tấn Phát này. Nước ngập là cái cuộc sống của bà con mình nó đảo lộn nhiều lắm, tùm lum hết trơn. Bên phải em ở đây là nhà thi đấu đa năng quận 7. Em cứ nhớ hoài cái nhà thi đấu đa năng này bởi vì cái mùa dịch là đây là cái vị trí ở quận 7 mà tổ chức chích vaccine đầu tiên. Và thế là người ta u nguồn nhau đổ tới đây.
nhớ một cái mùa dịch năm vừa rồi. Đôi khi nghĩ lại thấy nó cũng ghê thiệt. Nhưng mà đôi khi thì cũng thấy nó như là một cái trải nghiệm vậy. Không biết là cô bác anh chị thấy như thế nào. Anh bại em là cái nghĩa trang liệt sĩ. Mất mát rất là nhiều chứ. Cũng may là mình còn sống. Rồi ở đây là lên cầu Phú Mỹ nè anh chị. Bên trái là lên cầu Phú Mỹ á, còn bên phải là chúng ta đi con đường Nguyễn Thị Thập qua tới khu Him Lam. Khu Him Lam rồi qua Trung Sơn Bình Chánh. Giờ chị mới đi làm đó. Ở đây chúng ta sẽ em sẽ ghé một chút về cái khu nước, cái khu vực mà ngập nước nhiều bậc nhất của khu vực quận 7 này, ngập quanh năm á. Rồi, sáng nay nước mênh mông ha, mấy cái vị trí này mà bây giờ vẫn còn quá trời nước mà. Phú Thuận anh chị này. Bây giờ chúng ta xuống Phú Thuận quận 7 á, ngập ghê lắm. Bên tay trái á, Phú Thuận. Bên tay phải là Tân Phú. Huỳnh Tấn Phát. Sáng nay nước rút rồi. Ở đây á hả, nước nó ngập ghê lắm. Nó ngập mà người ta bán ở dưới dưới nước luôn á. Bên trái của em là có con hẻm để chạy qua. Đó, cuộc sống của bà con mình trong đó như thế nào rồi. Rồi em quẹo bên tay trái nha. Hôm nay mời cô bác anh chị đi vào cái khu nhà giàu quận 7, Phú Thuận quận 7 này, coi nó ngập còn bao lâu nữa nó mới rút. Em thấy nước quá trời luôn, chiếc xe bán tải nó đang dê ra. Hẻm 719. Rác, nước, đồ quá trời. Xe bán tải nó đang quay ra, anh chị thấy nè. Chà, mùa này mà nó ngập như vậy luôn á. Mời cô bác anh chị đi dạo ở đây nha, đi chúng ta mới thấy được. Trời ơi, sâu dữ hả. Ôi, lút bánh xe luôn. Trời đất ơi. Phải vô khách sạn ngủ. Trời ơi. Chết máy dắt bộ luôn á. Đứng ở đây chút xíu để anh chị xem, phân vân quá. Cái cuộc sống. Tùng rác vậy nó trôi lên bên dơ quá trời luôn. Thường mấy giờ nó mới rút hả chú? Thường thường mấy giờ nó mới rút? Chú không hỏi ai. Chú không biết hả? Dạ. Ghê quá. Ngập dữ vậy. Để em chạy lên cái hướng phía bên trên.
quá trời luôn á. Bây giờ là 8 giờ, chắc là 9 giờ kém rồi quá. Để em coi đồng hồ coi. 9 giờ kém 15. Mà nước còn mênh mông luôn anh chị thấy không? Chưa rút. Đây là hướng lên cầu Phú Mỹ nè. Đây em quẹo vào nha, đây có con hẻm quẹo vào nè. Đó, hướng thẳng để anh chị lên cầu Phú Mỹ về đào Sư Tích rồi đó. Ở đây cùng coi cái cuộc sống của bà con mình nè. Đù trà. Đó. Tới giờ mà còn ngập như thế này đó anh chị thấy không? Quẹo bên này nha, bên này có vẻ đỡ hơn nè. Trời ơi, trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, cơ sở 2. Cái khúc ở ngoài đó nó ngập sâu quá. Ở đây bây giờ là rút bớt rồi. Nhà ở đây toàn là mấy chục tỷ không? Vài ba chục tỷ, có căn 40 tỷ. Khu này là biệt thự rất là nhiều quá anh chị. À, bên kia nước quá trời kìa. Để em chạy một vòng coi. Hôm nay em mới được đi cái buổi sáng như thế này. À, mấy hôm đi buổi tối không thấy gì. Hôm nay chạy buổi sáng anh chị thấy này. Quá khủng khiếp luôn á. Đây. Bây giờ chạy nữa về dắt xả nhớt xe ra thay luôn đó chứ còn gì. Tính lội bộ mà thôi. Đây nước sâu. Sống của bà con mình chị xem này. Bên này là coi như là bán quán ha. Nhà người ta xây đã rất là cao rồi đó. Quá khủng khiếp. Gặp lút bánh xe luôn. Đẩy lên, đẩy lên. Đó. Này, xe hơi, xe tải gì nè. Rồi, lút bánh xe luôn. Lút yên luôn. Chỉ có thể xem xe em này. Đó. Thế này sao chạy. Đó. Bơi luôn á nha. À, em đang chạy theo cái dạng bơi ở đây á, lút bánh xe luôn. Quá trời quá đất, thiệt chứ, không thể tưởng tượng nổi. Tài sắc thiệt. Đây là rút bớt rồi. Đây, mời các bác anh chị cùng xem tiếp này. Bên cái nhà kia là coi như là vô nhà luôn. Nước ở đây nó sạch hơn chút.
Đây, nó trắng trắng hơn chút chứ mấy bên kia em thấy gớm quá. Nhà ở đây thì vô luôn rồi. Hướng này ra cầu Phú Mỹ nè anh chị. Khu này là khu quận 7, Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7 đó. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị vô đây rồi chúng ta phải đi ra thôi. Đi vô phải đi ra chứ. Rồi đi ra nè. Đi em kiếm nước sạch sạch tí rửa. Vô nhà luôn. Ghê chứ. Thùng rác đổ trôi lệnh bình. Trôi lệnh bình. Đó, cô bác anh chị thấy là nhà giàu bây giờ cũng như không luôn ha. Khu này bây giờ nó ngập quanh năm mà không biết bà con mình sao sống luôn á. Rồi em quẹo bên tay phải nha. Bây giờ cứ như thế này mà đi thôi. Đi ra con hẻm 719 lúc nãy á. Nó ngập rất là sâu. Ui, xe hơi. Ư, chết rồi, nó chạy kiểu này là tiêu mình rồi. Rồi xong. Tiêu mình. Đang chạy dắt bộ. Chịu này thì dắt bộ. Tiêu à. Đập lúa hả em? Sửa xe luôn. À, đang chạy cái xe xe du lịch này nó quất phát vô. Thì dắt bộ luôn. Đây, hơi lỡ đây. Mời có mấy anh chị à. Cập nhật một chút. Lỡ cho lết luôn. Giờ đi sửa xe. Giao hàng á, ráp giao hàng á, dựng xe ngoài đi bộ vô. Thùng rác này. Giờ em dắt xe ra đường. Kiếm chỗ nghỉ. Nước nó đã vô rồi thì không nên đê. Nhưng mà giờ chắc cuối cùng gì cũng phải đi làm lại xe thôi. Chứ biết sao giờ. Thôi giờ em dắt bộ ra đây. Đây không biết xuống được không trời. Sâu lắm á. Trời đất ơi. Bệnh mộng được. Đi luôn. Biết sao giờ. Ôi quê em mùa nước nổi. Nước dơ quá kìa. Giờ chúng ta sẽ đi kiếm chỗ sửa xe. Tính mời cô bác anh chị đi chút xíu nữa mà
thôi. Xe chết máy rồi. Kiếm chỗ sửa thôi. Rác rồi. Chú đang bóc ông cổng. Giờ em nhìn coi có chỗ nào sửa xe không. Bên trái thì anh chị đi về cầu Phú Xuân, về phà Bình Khánh. Bên phải thì chúng ta đi về hướng của khu chế xuất Tân Thuận lại. Và em xin tạm dừng các clip ở đây, em đi kiếm chỗ sửa xe cái. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và có những trải nghiệm thú vị ở cái nơi mà chắc có lẽ là ngập sâu nhất Sài Gòn và ngập lâu nhất Sài Gòn chứ. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.